Hai, mọi người thấy gì đây không? Đây là những quả đầu nhá. Đó, những quả đầu rất đẹp này. Đây, đây có một con bò gì á. Đây, những quả đầu này. Những quả đầu này á, thì quá trình này, lúc mà nó chuẩn bị ra hoa này. Đây, đây là hoa đầu nhá. Đó, hoa đầu sau khi là được thụ phấn thì nó sẽ ra những quả non như thế này. Đây, những quả non đây. Những quả non như thế này á, sẽ lớn dần thành những quả như thế này. Đây, đó, những quả đầu lớn như thế này này, xong rồi nó sẽ lớn như thế này. Và dần dần nó sẽ lớn thêm, lớn lên như những quả đầu như thế này. Rồi khi đó mới đến những quả đầu lớn như thế này. Đấy, những quả đầu lớn. Và những cái quả đầu này, những quả đầu này thì nó đang dần ra này. Nó đã chuyển màu vàng. Mọi người thấy không? Nó có màu nó khá hơn so với những quả này đúng không? Những quả này thì màu xanh đậm hơn, những quả này thì màu xanh nhạt hơn. Đó. Và những cái này mình thấy thì mình nên ngắt đi nhé. Không nên để lại nhé. Đó. Ngắt đi, bỏ đi. Loại bỏ nó đi. Take up nó đi. Đó. Take up. Đây, đây là quả đầu già già này. Trong vườn này có quả đầu già rồi này. Đó. Bên này có một chùm đầu già luôn rồi. Đây, chùm đầu này đã chín ra. Coi như là đã thu hoạch rồi. Có một con sâu này. Thấy chưa? Con sâu nó đang ăn bông mận. Ý, kinh khủng quá. Nên rút thôi. Đây, đây. Đây là những cây ngô. Cây ngô.